đoạn hiện nay người Phật tử lớn tuổi trên 50 có nên xuất gia không? Điều kiện xuất gia là gì? Có người khuyên thôi thì tu tại gia, phát nguyện kiếp sau xuất gia lúc còn trẻ. Xuất gia vào cái độ tuổi nào á thì nó cũng tốt. Ngay cả cái điều kiện hiện nay cũng vậy, trừ khi quý vị bệnh ngặt nghèo, thậm chí như cá nhân sư thì sư thấy là dù cho một người mà bệnh mà sắp chết đi nữa đó, mà chỉ cần mà họ còn có khả năng tu á, thì sư vẫn ráng để cho họ xuất gia. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ là Đức Phật nói như thế này, cái người xuất gia vào cái giai đoạn mà về già đó, nó có những cái trở ngại. Thứ nhất là trở ngại về cái trí nhớ, tức là vị này học kinh học luật nó rất là khó khăn. Người ta học ấy, một ngày thuộc, mình có khi mình học một tuần nó mới thuộc. Cái thứ hai đó là mình, cái người xuất gia trễ đó, cái thói quen ở thế tục của họ rất là nhiều, và họ sẽ đem cái thói quen đó họ áp đặt vào ở trong cái đường tu. Và nhiều người đó thì xin thưa không phải già mà trở nên là những người đáng kính, mà nhiều người đó lớn tuổi nó chẳng qua là người ta kêu là già không nên nết, rồi bắt đầu là già sanh tật. Thì nó khó lắm, khi mình đụng chuyện gì đó mình cư xử rồi mình ngạo mạn, rồi mình đem cái tuổi tác của mình ra đấy, rồi mình ứng xử trong tăng đoàn có đôi khi nó không phù hợp. Rồi cái người họ thường á, cái người mà già xuất gia họ thường họ sẽ lấy cái kinh nghiệm sống của họ, kinh nghiệm ngoài đời đó, để họ áp dụng vào đạo thì nó là sai. Và có đôi khi họ không có hoan hỷ lắm, không có mặn mà lắm đối với cái giới luật, bởi vì họ giữ giới rất là dở đấy. Rồi cái chuyện mà hành thiền đối với họ thì nó cũng khó khăn, bởi vì họ ngồi thiền nó bệnh, mà bệnh tật thì họ không có còn đủ sức khỏe để họ có thể họ cắn răng họ chịu những cái cơn đau mà nó buốt lên trên óc thì nó rất là khó đấy. Rồi bệnh tật sức khỏe nó cũng là một vấn đề, ai là người chăm. Một cái vấn đề của người xuất gia mà lớn tuổi đó là không có người chăm, rồi không có tiền, chỉ có những cái vị mà cỡ như trụ trì đó hay là pháp sư á nổi tiếng á, thì họa mai thì mới có đủ kinh tế thưa quý vị à. Còn thường những vị sư bình thường á, thì kinh tế họ cũng eo hẹp lắm, rồi già bệnh ai chăm đấy, rồi tiền đâu mà đi khám bệnh. Thì cái đó là cũng là một cái mà một cái người xuất gia lớn tuổi thì phải xem xét lại. Sư nói là để quý vị thấy đó, là một người lớn tuổi có rất nhiều những cái khó khăn, cho nên nên đi tu vào cái lúc tuổi còn trẻ. Tuy vậy đó vẫn rất nhiều những vị xuất gia về già mà họ là những vị tu hành kiệt xuất. Chứ đâu phải là mình nghĩ là mình lớn tuổi mình không có đi tu được. Ví dụ như ngài Thiện Luật 52 tuổi ngài mới xuất gia, nhưng mà ngài vẫn là một vị trưởng lão đấy. Thành ra tuổi tác á, có đôi khi nó là trở ngại đúng, nhưng mà quan trọng hơn hết là ý chí của mình. Như sư nói, mình tu được ngày hôm nay rồi mình chết thì mình có phước một ngày nó vẫn tốt hơn. Tu được một ngày là phước một ngày, tu được một tháng là phước một tháng, tu được một năm là phước một năm. Cho nên ấy, đối với cá nhân sư thì xuất gia ở độ tuổi nào sư đều hoan nghênh hết. Tuy nhiên lớn tuổi thì yêu cầu nó phải khó khăn hơn, nó phải ngặt nghèo hơn. Và nếu như á, mà trong cái giai đoạn thử thách đó mà nhắm không hợp á, thì chia tay sớm bớt đau khổ.
Đấy. Và những cái điều kiện nó cần thiết để xuất gia đó, sư đã có đăng ở trong cái phần mà Phật pháp nền tảng hoặc là vấn đáp Phật pháp. Những cái điều kiện gì cần thiết cho một vị xuất gia sư có nói rồi. Quý vị mà lớn tuổi, quý vị có thể nhờ con cháu giúp quý vị đó mở cái danh sách phát vấn đáp Phật pháp hoặc là Phật pháp nền tảng, mở danh sách phát đó ra rồi quý vị tìm ha, nó có những cái video sư đã hướng dẫn những điều kiện cần thiết cho một vị xuất gia rồi. Rồi hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật có thể ha, tại vì ngày mai